trẻ ngày nay phối đồ đỉnh cỡ nào, dù chỉ là chiếc áo sơ mi casual thông thường nhưng có thể phối ra 7-7-4-9 phong cách khác nhau. Trẻ ngày nay phối đồ đỉnh cỡ nào, dù chỉ là chiếc áo sơ mi casual thông thường nhưng có thể phối ra 7-7-4-9 phong cách khác nhau.